Cứ mỗi lần tôi bước chân xuống chợ là 500k. Không bao giờ thoát khỏi 500k. Một đi là phải tốn nhiêu đó tiền. Phải đặt cá trước cho rái cá nữa. Mới bảo tồn một con rái cá thôi. Nhưng mà thấy cũng hao á. Nhưng mà điều này xứng đáng. Ai, được mọi người ủng hộ thì tốt, không ủng hộ thì chỉ cực hơn, khổ hơn, để mạnh mẽ hơn thôi. Lớp Ly về tới nhà rồi, Lớp Ly đi chơi về rồi nha mọi người ơi. Ra rước Lớp Ly đi. Lớp Ly, go home. Lớp Ly, go home. Lớp Ly. Lớp Ly, nhà của con nè. Lớp Ly, Lớp Ly, Lớp Ly, Lớp Ly, Lớp Ly, this way, this way. This way, go home, this way. Vô đây. Vô đây cho nó ăn xương rồi. Hello Phoebe. Trời ơi, tụi nó nhìn giống như con hủi vậy anh em ơi. Không bao giờ tắm rửa gì hết hả mấy đứa. Đây. Đồ này của rái cá. Trời ơi, thằng nhỏ cũng bị cột dây xích nữa hả? Tiny. Nhìn con nha. Ok, nhưng mà vậy. Cho tụi con ăn lại xương ngon nha. Xương mắc tiền, có thịt nữa. Thấy tụi bay ở đây cũng không được đầy đủ cho lắm. Nhưng mà bất đắc dĩ rồi con. Ai biểu. Nè Lớp Ly. Rồi một cục đem đi đi. Rồi gặm xương. Rồi Phoebe. 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 Where are you, Phoebe? Chó đây không giờ được ăn xương luôn á. Nó đâu ta? Ây. Bởi vì con chó nó không có phước được hưởng thì nó không được phước được hưởng thôi chứ. Trời ơi. Con đây nè. Đem về nhà ăn đi con. Kệ nó đi. Để đây cho nó nha. Rồi. Nhờ Lớp Ly đi chợ về nhà tụi con mới có đồ ăn đó nha. Còn thằng nhóc lùn này bút đồ là dễ bị sâu răng lắm á. Trời ơi. Tôi không ăn thịt mà tôi cầm thịt giống như là được như đậu hũ vậy đó. Chúng sanh quy y Phật không đại diện. Chúng sanh quy y Pháp không đại ngạo quỷ. Chúng sanh quy y Tăng không đại súc sanh. Chúng sanh quy y Phật rồi, chúng sanh quy y Pháp rồi, chúng sanh quy y Tăng rồi. Tiêu trừ nghiệp chướng khổ. Cảm ơn Bồ Tát Heo đã làm cục xương cho con ăn đi. Thôi, tạm biệt. Ở đây chịu khổ đi con. Người ta nói là khổ tận cam lai.